Giao thông phải luôn đi trước mở đường, là con đường khát vọng đưa đất nước phát triển, nắm bắt vận hội mới và vươn lên vị thế mới. Chủ đầu tư dự án, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lạng Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hà Nội, sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo các nối hai cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ, nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang. Đây là trục đường huyết mạch có lưu lượng giao thông lớn bậc nhất trong khu vực. Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ, kính thưa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xin thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang được đánh giá là địa bàn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhưng do chưa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông nên chậm phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông là công trình trọng điểm quốc gia của ngành giao thông vận tải, nằm trên trục đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khởi công vào tháng 2 năm 2020 đến nay đang được triển khai đầu tư xây dựng trong vùng, là cơ sở để đồng các đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng. Chiến sĩ Điện Biên sẽ cùng với lúc này đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi cả 4 điểm cầu để cùng nhau sẵn sàng cắt băng khánh thành. Thưa quý vị, sau hàng trăm ngày đêm, 3, 2, 1 bắt đầu. Chấp là cái gì á chứ? Rồi đứng nó nè.
trước 9 giờ kém 10 là chúng ta đã hoàn toàn là vấn đề như vậy, và đề nghị tất cả các bộ phận leader ở các điểm cầu chúng ta keep contact với nhau, khắc phục triệt để những cái vấn đề chúng ta vừa mới thấy khi mà chạy test sáng nay. Văn Nghệ ở điểm cầu Tuyên Quang, các điểm cầu khác nếu không có nhu cầu về bắt sóng và hình ảnh thì đề nghị các anh chị cũng để lại màn hình chờ.